Chào mừng các bác quay trở lại với kênh video của Sao Việt Nam. Chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ. Trong kỳ Euro năm 2024 vừa rồi thì đội đương kim vô địch là Tây Ban Nha. Nhân dịp đó thì hôm nay em cũng xin giới thiệu đến các bác một cái dòng loa cũng của Tây Ban Nha. Thì cái dòng loa này cho em một cái ấn tượng, đó chính là cái tiếng ca khi mà các bác hát karaoke nó cực kỳ nổi bật, nó cực kỳ hay. Đấy, thì hôm nay em xin mời các bác cùng đi tìm hiểu thương hiệu loa Prodigy của Tây Ban Nha, xem nó có cái gì, nó tại sao nó cho ra được cái tiếng ca hay đến như vậy nhá. Xin mời các bác. Đầu tiên là em cũng gửi tới các bác một cái lời khuyên nhỏ nhỏ, đó chính là khi mà các bác sử dụng karaoke trong gia đình thì các bác nên lựa chọn một cái cặp loa có kích thước bát là 30. Tại vì những cái loa bát 30 ấy thì nó được khuyến nghị để sử dụng trong gia đình, cũng như là nó cho ra được cái tiếng ca, là tiếng mid của các bác ấy. Cái giọng của chúng ta đa phần là giọng mid, thì khi các bác nói ra thì cái loa bát 30 nó sẽ thể hiện được đủ nhất và nó là hay nhất. Thì nếu mà các bác sử dụng trong gia đình thì đẹp nhất các bác nên sử dụng loa bát 30. Còn nếu mà các bác sử dụng bát 40 hoặc 40 kép đi chăng nữa thì cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không phù hợp và nó cũng sẽ không hay. Thì đó là lời khuyên em xin gửi đến các bác. Đầu tiên em mời các bác cùng đi tìm hiểu về ngoại quan của cái dòng sản phẩm này nhé. Thì đây là cái sản phẩm được sử dụng cái chất liệu vỏ loa là bằng composite, hay còn gọi một cách khác là nhựa, tiếng Anh thì gọi là PP. Thì cái dòng loa này sử dụng nhựa để phục vụ cho cái nhu cầu của các bác để ngoài trời, cũng như là để trong các cái công viên, cũng như là các cái khu vực vui chơi mà nó có nắng, nó có gió, nó có mưa. Đấy, thì nếu mà là loa gỗ ấy, thì một thời gian nó sẽ bị mục, nó sẽ bị hỏng. Nhưng mà với loa nhựa như này ấy, thì nó rất là bền. Đấy, ở nước ngoài thì nó rất là chuộng các cái dòng loa bằng nhựa như này, nhưng ở Việt Nam ấy thì nó bị đánh giá cái dòng loa nhựa này thấp hơn cái dòng loa gỗ. Em thì cá nhân em thì em thích cái dòng loa nhựa này hơn nha, bởi vì nó bền. Đó là cái đầu tiên. Chúng ta sẽ có một cái chiếc loa có cái cân nặng chỉ 17kg thôi. Nếu mà tính ra loa active mà nặng 17kg thì em tính rằng là nó rất là nhẹ. Nó nhẹ hơn rất nhiều so với các dòng sản phẩm khác nha các bác. Thứ nhất là nhẹ nha, nó chỉ có 17 cân. Thứ hai là các bác sẽ có một cái kích thước như sau, chiều cao là 60cm nha các bác. Chính xác hơn là 60,5, nhưng mà các cái râu ria đằng sau thì xin phép các bác là em nói qua thôi, các bác có thể tìm hiểu thêm bằng menu của hãng. Chiều cao là 60,5cm, bề ngang là 30cm, và chiều sâu này, từ cái điểm ngoài này cho cái điểm sâu nhất cũng là 30cm. Đó. Các bác sẽ có một cái tay nắm ở đằng sau này. Với những cái loa của các hãng khác thì nó sẽ làm thêm các cái tay nắm ở hai bên, cũng như là ở trên này, nhưng mà hãng thì thiết kế tay nắm ở đằng sau và nổi bật với cái màu cam như thế này. Đó. Ở đằng trước các bác sẽ thấy có một cái ê căng được in rất đầy đủ các thông tin của dòng sản phẩm. Đây này, thương hiệu này, mã này. Nhưng mà điều đặc biệt em thấy rằng ở đây ấy, cái logo này được làm bằng thép nha. Đấy, rất là xịn, thép nha. Bình thường các hãng khác nó chỉ là một cái tấm dán hoặc là một cái tấm nhựa ốp lên đâu, nhưng mà đây nó là hẳn một cái tấm thép luôn. Đó, lớp ê căng này là một trong những lớp ê căng khá là dày. Khi để mà các bác biết được cái dòng loa chất lượng hay không, các bác chỉ cần gõ vào ê căng thôi. Những cái loa xịn ấy thì nó kêu thịch thịch, nó cứng. Còn các cái loa mà rẻ tiền ấy, gõ vào đây nó cứ phòng phòng mà. Đấy, nó không được chắc chắn như thế này. Thì đó là cái về cái ê căng nha các bác. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng 8 con ốc được bắt vào lớp ê căng này. Nếu mà các bác muốn tiếp cận vào trong củ loa, các bác chỉ cần tháo 8 con ốc này ra là xong. Đó là về cái mặt trước nha. Ở mặt hai bên thì các bác sẽ không thấy gì. Ở đằng sau sẽ có tổng cộng đây 1, 2, 3, 4, 6 này, 8 này, 10 con ốc. Khi mà tháo 10 con ốc này là các bác có thể tháo được toàn bộ cái loa này ra. Đằng sau chiếm trọn là một cái bo công suất được tích hợp rất nhiều với thiết bị. Tí nữa thì em sẽ đi chi tiết của các cái bo công suất này nha các bác. Đó, thì đằng sau nó chỉ nổi bật với bo công suất thôi. Thì đó là về ngoại quan. Tiếp theo thì em xin mời các bác cùng đi tìm hiểu về thông số kỹ thuật của dòng sản phẩm này. Thì Prodigy định hướng cái sản phẩm này để sử dụng karaoke, cũng như là sử dụng nó làm loa phát lời trong các cái công viên. Nên bản chất nó sẽ sử dụng một cái củ loa được làm rất đặc biệt. Thì ở đây củ loa là củ loa bát 30, nhưng sử dụng cái công nghệ mạng giấy. Thì chất liệu giấy ấy, thì nó sẽ cho ra được tiếng ca thật nhất, tiếng ca nịnh tai nhất so với các chất liệu khác. Thì Prodigy sử dụng công nghệ loa màng giấy cho cái củ loa woofer này nha các bác. Cái củ loa này ấy, nó có một cái độ dày màng loa khá là dày. Thì em xin phép là gửi đến các bác chi tiết về cái phần tháo nội thất trong các video sau.
Còn ở video này thì em sẽ nói qua thôi. Thì củ loa này có cái cuộn coil là 2 inch. Và cái điểm đặc biệt của củ loa này ấy, đó chính là cái phần khung ấy, nó làm bằng thép steel ấy, chứ nó không phải làm bằng nhôm hay là bằng gang giống những cái hãng khác. Đó là điều đặc biệt của củ loa woofer này nha các bác. Đấy, cuộn coil là 2 inch và bát 30. Sản phẩm này có một cái củ chép có cuộn coil là 1,75 inch và họng mở là 1 inch, được làm bằng titanium, nó cũng giống như các hãng khác thôi. Thì đó là cái về thông số kỹ thuật của củ loa bát và củ loa chép. Củ loa bát và chép thì có cái công suất tổng là 500W ở RMS, 1000W ở program và peak là 2000W, nên các bác cho ra được cái tổng áp lực lên tới 128 dB để sử dụng trong gia đình là điếc tai nhé các bác. Các bác hoàn toàn yên tâm, thoải mái để sử dụng trong gia đình. Đấy, thì sản phẩm này có cái giải tần đáp ứng là từ 50Hz đến 18kHz. Nghĩa là các bác, nếu mà các bác sử dụng khéo hoặc các bác bật các cái chế độ DSP của bo công suất lên thì các bác sẽ không cần dùng đến súp. Tèo lứa có mời các bác là nghe thử một đoạn âm thanh phát ra từ em nó, các bác sẽ hiểu nhá. Đó, thì đằng trước này nó ghi hết rồi này. Đấy. Tiếp theo là em mời các bác cùng đi tìm hiểu về bo công suất của dòng sản phẩm này. Thì cái dòng sản phẩm này với cái bo này được tích hợp khá là nhiều thiết bị ở bên trong. Thứ nhất là nó sẽ được tích hợp equalizer. Đấy, nó sẽ có sẵn equalizer để cho các bác tự chọn nha. Thứ hai là nó được tích hợp cross cover. Cái bo này nó cũng sẽ cắt luôn tần sẵn cho cái củ loa chép hoạt động ở giải tần bao nhiêu, củ loa woofer sử dụng ở giải tần bao nhiêu. Đây là hai thiết bị rồi nha các bác. Tiếp theo là nó được tích hợp thêm cả compressor, nên là giới hạn lại những cái hoạt động của loa để không bị cháy. Ba cái thiết bị được tích hợp trong một cái bo công suất như thế này. Đó, thông thường là với cái khi các bác sử dụng cái loa passive ấy, thì các bác sẽ phải mua ba thiết bị đấy. Nhưng mà trong này nó tích hợp sẵn rồi, đó là cái ưu điểm. Thứ hai nữa là dòng sản phẩm này nó là sản phẩm xuất khẩu, nên nó sử dụng được cho rất nhiều nguồn điện khác nhau. Nguồn điện 110V, 220V đều có thể sử dụng được. Các bác chỉ cần gạt cái này thôi là các bác sử dụng được. Ở Việt Nam thì mình sử dụng 220 đến 240V, nó gạt ở trên 100 đến 110V, các bác gạt xuống dưới là các bác sử dụng được rồi. Thì đó là toàn bộ về cái thông số kỹ thuật, về thiết kế, về ngoại quan và về bo công suất của cái sản phẩm này. Giờ em mời các bác cùng đi tìm hiểu, cùng đi lắng nghe một chút về chất âm nha. Các bác cũng lên nghe, lên đeo một cái tai nghe có chất lượng tốt để thưởng thức được đầy đủ cái chất âm của em nó. Đấy, xin mời các bác. Oh,